cả quý vị khán giả đang đến với đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Việt Nam toàn cầu 2022. Hậu Thị Nguyện xin được gọi tên số báo danh 179 Lý Thị Ngân. Xin được chúc mừng Lý Thị Ngân. Lý Thị Ngân số báo danh 179 ạ. Vâng, và một lần nữa xin được chúc mừng người đẹp trong cuộc giao hội và xin được mời nhà thiết kế giao hội cho viên nghiệp Hoa hậu Việt Nam 2020 Ngọc Hưng.